Ba cẩn thận nha, dịch trở lại rồi. Đúng rồi, ba có đeo khẩu trang mà. Con cũng bệnh rồi, mới hết. À vậy hả, nhớ uống thuốc nha tụi con. Ba đáng lẽ là phải chích chích 3 ngày mà mới chích có ngày đi hát rồi. Là hôm nay là không có chích. Tại vì cái chỗ ba chích đó là cái liều lượng thuốc của nó đó là phải 3 ngày. Chích 3 ngày thì nó mới hết, mà mới chích có 1 ngày rồi đi rồi. Đi hát rồi. Ngọc Diễm. Có bị cô nhỉ? Hậu Quảng. Không đi được, có nhận con nuôi không mà. Không đi thì lần sau đi. Tại vì ba còn làm nhiều show mà. Con có vô group 33 chưa? Tại mấy lần trước bỏ lỡ lời của chú lần này. Chúc Ni. Sao hát Hồ Quảng 2 năm cái 2 năm cái lông thì mà. Cái đó là lông trĩ á. Lông trĩ đó là cái lông con trĩ đó, mà một con nó chỉ được một cặp lông đó thôi. Nó rất là cái cưng cái cặp lông đó, và nuôi lớn lên người ta lấy cái cặp lông đó, người ta thấy đẹp quá đó, người ta làm cái phụ kiện diễn á, cho nó oai nghi á. Nếu mà bên Trung Quốc á thì người ta hát kinh kịch á, là người ta sử dụng cái cặp lông đó là cho tướng võ đấy, võ tướng. Mọi người có coi Tề Thiên không? Tề Thiên xài 2 cọng lông đó là nó nhìn nó rất là oai. Cho nên là mình theo Hồ Quảng là mình theo Trung Quốc. Mình theo cái thời trang của Trung Quốc á, là mình hát Trung Quốc thì mình phải gắn lông cho nó ra tướng sói. Gọi tên con đi chú, có thấy tên con đâu. Áo lông bào nhìn ngầu. Áo lông bào là áo của vua. Áo của vua đó thì mới gọi là áo lông bào. Áo cái áo đó mới mắc tiền. Lông bào thì phải may sao cho nó phụ kiện nó nhiều, nó mắc tiền, cho nên là nó mắc tiền thì nó mới đẹp, nó mới quay phong. Gọi tên con đi chú mà có thấy tên con đâu. Bằng tuổi bà ngoại con á, giờ con kêu ba bằng gì vợ. Ba ơi, ba bằng tuổi ngoại con. Vậy mẹ con đẻ sớm lắm hả? Thì con cứ kêu, sao con kêu đi mình. Bà con tám họ mà. Mình kêu sao mình kêu. Con cảm ơn ba. Ok con. 20 sao xoài vô nha. Học cải lương à, thì học cải lương thì có lớp dạy của thầy Bạch Long á. Mọi người có thể tìm hiểu về cái profile của thầy Bạch Long có dạy nha. Luôn hồi xưa là học trò của thầy, học trò cưng của thầy á. Nên là mọi người nếu mà muốn thích Hậu Quảng, muốn biết về bộ tịch của tuồng cổ cải lương thì mọi người có thể kiếm cái profile của thầy Bạch Long và tìm hiểu và tới học nha. Thôi 12 giờ rồi, luôn cũng chia tay với mọi người nha mọi người. Nói chắc tới sáng luôn á. Luôn chia tay với mọi người, chúc mọi người ngủ ngon nhé. Không xa đâu. Còn dịp khác thì tụi con không có vào được thì để dịp khác. Và tháng 5 nếu không có gì thay đổi thì Vũ Lôi sẽ tổ chức cuộc họp fan ở trên Đà Lạt nha mọi người.
2 tháng 5 có dịp đi Đà Lạt thì tháng 5 hoặc là đầu tháng 6 tôi có dịp đi Đà Lạt thì không có đầu tháng 6 đâu, tháng 6 là luôn đi Pháp vậy. Chắc cuối tháng 5, đầu tháng 5 hoặc cuối tháng 5. Còn nếu không thì chắc là phải cuối tháng 6. Thì sẽ có một cái buổi họp fan ở trên Đà Lạt. Xa quá con không đi được rồi. Đi chơi. Sáng mình đi chơi luôn. Suốt đêm luôn đi, trời ơi, suốt đêm chắc con mắt tôi quần thâm, sáng nay tôi quay rồi. Ba nghỉ ngơi sớm đi, giờ này cũng trễ rồi đó con ơi. À, đẹp không ba? Đẹp mà. Ba giữ sức khỏe nha, ok. À, Vũ Linh là ba nuôi nha, ba nuôi của Luân. Ba ngủ ngon rồi, cảm ơn con. Anh 25 tuổi hả? Đúng rồi, 25. Anh năm nay 25 à. Năm tới hỏi anh nói anh 24 à. Rồi, ok mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon nha. Bye bye. Bye bye mọi người nha. Ở đâu hả? Không nói đâu. Ờ... 0987 974 184. Cái đó xài được không mà mua? 0987 mua 974 em kim á 084. Cảm ơn bé Thảo nha. Thông cảm một bà đem ký. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Nóng mà nóng đốt da rồi kìa, cháy mà. 17 đô. Hà Nội mấy? 17 đô. 17 đô là lạnh hơn Đà Lạt đúng rồi. Lạnh hơn Đà Lạt đúng rồi. Lạnh luôn. Thì bằng là cái dứa đấy, cái đấy là dứa. Bây giờ chạy ra Hà Nội trốn trốn nóng nha mọi người. Cảm ơn mọi người nha. Uống cà phê đi mọi người. Bữa nay luôn quay 10 bài MV mới. Cả nhà nhớ đăng ký kênh của Luân để xem chương trình mới nhất nha. Không hiểu đâu. Không hiểu đâu. Đã dặn người ta mua rồi. Ok đi. Mua rồi uống nữa chứ có gì đâu. Trời này đang khát nước quá. Anh xin là 1 tỷ. Anh xin là cái dây này nhá. Anh xin là cái ngầm này nhá. Cái ngầm là ở dưới này một chút này. Xin ngon hả? Có tính tiền không? Chị có mấy cái đó không chị? Xin cả cái này nữa. Xài được không? Xài được không? Cái đó để đóng len hả gì? Không, cái này để đóng len nè. Cái đó màu hả? Để lắp thêm màu. Đây, không, cái này là ngầm. Cái này quay được không? Quay được không? Quay màu hơi đẹp. Đọc hay nhóc. Ngầm bây giờ bên tre. À, bên tre. Cái này là ngầm này. Bến Tre là ngày 20... Phải clip thật không chú Luân? 18. Clip thật là gì? Phải cái clip thật, đang like rồi. Đang like thật chứ không phải phát lại nha mọi người. Hôm nay là ngày 25. 25. Giờ? À, 2 giờ 26 phút. Để em quay cho. 2 giờ 26 phút. Ba đỡ bệnh chưa? Ba đỡ rồi. Nhưng mà tối... tối số thì không biết nha. Tại vì bữa nay quay ngồi ở ngoài nắng. Ngoài nắng mắt không thấy đường. Mắt lem nhem thấy đường nóng. Kiểu bà nóng khủng khiếp. Nãy mọi người tặng quà mà đọc nhầm. Thông cảm mà, tại đâu có đeo kính đâu. Em còn bị qua mắt đi như này. Không thấy đường luôn á, để đeo kính nha các. Màu á hả? Quay màu này về ép màu lên đẹp.
Thì thế người ta không, cái anh bán máy này á, chuyện đỉnh lắm, bà Nho thích quá, bà Nho còn định mua một cái máy 4 mấy triệu kìa. Này bán lại, anh bán lại. Đây đây, bà bắt đầu mua máy phim cơ, máy bé tí đây này. Đeo kính đẹp không mọi người? Không nhìn thấy để đeo kính, nhưng là... nhưng mà kính này kính phép nha, kính này là kính demo. Đen là từ khúc nào? Đen cho đẹp thôi à. Đen bưng đồ ra vô đó. Kính xử.